Vân, Phó Chủ nhiệm Hội Văn học Nghệ thuật Đất Việt Hà Nội sẽ lên tặng hoa cho hội thơ và xin mời Phó Chủ tịch Cẩm Đỗ lên nhận hoa. Xin cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, em là chủ đề luôn luôn đưa vào trong các dòng thơ tình. Và em vào mùa xuân, đó là bài thơ của tác giả Hải Anh được phổ nhạc. Và sau đây chúng tôi xin mời song ca Đức Hiệp và Lệ Quyên sẽ trình bày bài hát Em và mùa xuân của tác giả Hải Anh. Mùa xuân đầy niềm vui, mùa xuân chẳng biết cười.